Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Trầm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Nếu nói đến bộ phim gây sốt mùa hè vừa rồi thì không thể bỏ qua tác phẩm thiên hiệp Yuri do Thành Nghị và Viên Băng Nghiền đóng chính. Chuyện tình yêu ngược đan xen kéo dài suốt 12 kiếp của hai nhân vật Tư Phượng và Toàn Cơ chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Tuy rằng bộ phim đã kết thúc được một thời gian nhưng dường như vẫn chưa hit hot. Phần là vì những lùm xùm xoay quanh thái độ của nam chính Thành Nghị và phần là nhờ tin tức đạo diễn Yuri ngầm xác nhận bộ phim sẽ có phần thứ hai. Theo một số nguồn tin từ blogger giải trí Hoa Ngữ, phần tiếp theo của Yuri sẽ không nối tiếp câu chuyện của cặp đôi Tư Phượng và Toàn Cơ trong tác phẩm Yuri Miễn Sát mà là một câu chuyện hoàn toàn mới. Yuri 2 sẽ được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Thiên Hương Dẫn hay Thiên Hương Bách Mị của tác giả Thập Tứ Lang. Được biết dù không liên quan gì đến Yuri Miễn Sát nhưng Thiên Hương Dẫn cũng có nội dung ngược không kém. Quan trọng là cả hai tác phẩm này đều được chấp bút bởi tác giả Thập Tứ Lang và đều mang đề tài thiên hiệp huyền huyễn. Tuy nhiên điểm khác biệt của Thiên Hương Dẫn chính là nhân vật bị ngược lại là nữ chính. Nếu Tư Phượng bị ngược đến 10 kiếp ở Yuri thì sang Thiên Hương Dẫn nữ chính Khương Lê Phi bị ngược tận 12 kiếp. Trong tác phẩm gốc nữ chính Khương Lê Phi có xuất thân từ dị tộc Kiến Mộc, còn nam chính Nôi Tu Viễn là người tộc Dạ Xoa. Người tộc Dạ Xoa bị thu hút bởi người tộc Kiến Mộc một cách tự nhiên. Còn con gái tộc Kiến Mộc từ lúc mới sinh ra gia định là sẽ không có kết cục tốt đẹp, hoặc là sẽ bị Dạ Xoa giam cầm suốt đời, hoặc là bị chiếm đoạt rồi chết. Ban đầu Lôi Tu Viễn và Khương Lê Phi đều không biết sự thật về số phận của mình. Khương Lê Phi khi còn chưa thay da đổi thịt, trở về nguyên dạng là một cô gái xinh đẹp thì dùng vỏ bọc cậu tiểu tử gầy yếu đến học viện Sổ Phượng tu tiên. Tại đây cô gặp Lôi Tu Viễn, họ từ tình bạn phát triển thành tình yêu khi nào không biết. Lôi Tu Viễn nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho cô, còn cô chỉ biết chôn chặt tình cảm của mình trong lòng. Bi kịch bắt đầu khi Lôi Tu Viễn khôi phục trí nhớ và biết mình là người tộc Dạ Xoa và bắt đầu không phân rõ được tình yêu của mình dành cho Khương Lê Phi xuất phát từ trái tim hay là do lời nguyền. Dù phải nhận lấy những cay đắng và tổn thương suốt 12 kiếp, nhưng Khương Lê Phi vẫn luôn một lòng hướng về Lôi Tu Viễn. Từ nội dung có thể thấy được độ ngược của tác phẩm này không thua kém gì Yuri, thậm chí còn hơn cả Yuri. Có vẻ như sau những ồn ào vừa qua, việc Thành Nghị và Viên Băng Nghiên có quay trở lại với phần 2 hay không vẫn là dấu chấm hỏi. Tuy vậy, đơn vị đầu tư của Yuri 2 vẫn là công ty Hoan Thụy, nên có thể dàn diễn viên phụ là gà nhà của công ty này như Lưu Học Nghĩa, Bạch Chú, Trương Dư Hi vẫn có nhiều cơ hội xuất hiện ở phần tiếp theo. Nhiều bình luận của cư dân mạng cho thấy hy vọng Lưu Học Nghĩa sẽ được cân nhắc cho vào vai nam chính trong phần này.